Ngày 22 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khai mạc hội trợ ô cốp Tuyên Quang 2021 và công bố chỉ dẫn địa lý cam sành Hàm Yên. Hội trợ nhằm tôn vinh quảng bá giới thiệu những sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm ô cốp của tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh thành trong cả nước. Hội trợ có quy mô trên 250 gian hàng, tập trung trưng bày giới thiệu bán các sản phẩm tham gia chương trình OCOP và đã được xếp hạng sao của các địa phương. Cam sành Hàm Yên được bình chọn là một trong 50 loại trái cây đặc sản của Việt Nam năm 2012, có chỉ dẫn địa lý. Cam sành Hàm Yên sẽ được truy xuất nguồn gốc rõ hơn, người tiêu dùng nhận biết sản phẩm dễ dàng, đặc biệt là có cơ hội cạnh tranh cao. Đây là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Hội trợ OCOP tuyên quang năm 2021 và công bố chỉ dẫn địa lý Cam hàm yên sẽ diễn ra đến hết ngày 26 tháng 1